Chuyện đơn xa ai cũng chốt ngon. Đừng bọc nhau ai tới gây hấn. Và con đã xa không còn láng giềng gần. Thường ngày ở khu xóm mình sống. Chuyện đời vây quanh toán bão và gió. Vẫn kề vai những khi gặp khó. Chân ganh và đua với ai bao giờ. Vẫn bao năm ở xóm mình đó. Nhà nhà cho nhau những thứ mình có. Dù lâu lâu cũng phải gặp khó. Có anh chị em khá đông đâu giờ. Lén nhìn gần, tối lửa tắt đèn có mặt đúng lúc mình cần. Mà khu trò bé nhỏ chứ đừng tưởng là hiền, tuy là nhỏ mà có vỏ cứ thường đụng vô là tính tiền. Chuyện sân này là của mình luật lệ từng người chủ. Đôi khi lắm tình cảnh hình nghèo cũng có chưa cười đủ. Giữa lòng Sài Gòn tấp nập và bóng chen, đây đúng là thành phần tụ hợp khiến cho khu trò này đông đen. Dạ, còn anh Lê Dương Bảo Lâm, anh nói là phim này vui banh, cười hết hồn. Quý vị nhớ coi phim, vai của Lâm là vai ông Hải, cười chết, cười quên thôi. Cười mà đang coi mọi người, đổ, đừng diễn nữa, tắt đi, cười, mắc cười lắm. Khó thở, cười liệm đi. Rồi. Dạ, hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng đến với những thước phim trong ít phút nữa trong rạp. Và bây giờ, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và bây giờ thì xin mời mọi người sẽ nhìn thẳng về phía trước, thật là tươi tắn, tạo dáng đúng không khí và cá tính của bộ phim này để chúng ta chụp ảnh lưu niệm nha. Xin mời mọi người chọn ghế tắm nè. Xin mời mọi người cứ đứng trên đây để cho tất cả quý vị khán giả ngắm nhìn mọi người. Và có một vài nhân vật của Bảo rất là muốn trò chuyện và phỏng vấn, giống như là anh Jun Phạm. Vừa rồi thì mọi người cũng đã biết thì chị Nam Thư cũng rất là hỗ trợ anh trong cái MV rất là đầy màu sắc mà quý vị và các bạn vừa theo dõi trong thời gian gần đây của Jun Phạm. Vậy thì khi mà mình tham gia ngược lại với chị mình, em hỏi một vấn đề cũng khá tế nhị. Cái phần cát xê nó như thế nào anh hả? Ủa tại sao mọi người cứ tò mò về tiền cát xê nhau ha? Nhưng mà đúng mà cái này là một cái điều phải hỏi thôi, không chứ không có gì để hỏi đúng không? Thật ra thì Jun đóng MV cho phim cho chị Nam Thư chỉ là trả nợ thôi. Ừ, trả nợ. Tại vì khi mà chị Nam Thư đóng MV cho Jun á thì chị Nam Thư chỉ cần một hộp cơm sườn. Thôi đừng nói nữa mà khóc đó. Thì bây giờ chị đòi chỉ nhờ Jun đóng ngược lại thì thôi mình làm thôi. Giờ thì cũng vui chứ chẳng lẽ bây giờ ở trên sân khấu mà nó không vui đúng không? Nhưng mà cái này là không được nha. Mời chị đóng một ngày mà chị mời Jun lại đóng hai ngày, có nghĩa là chị bị thiếu Jun một dĩa cơm sườn. Rồi cái con nào đi live stream cho em? Ủa chị có nhớ là cái live stream đó bia cho em vì em thì ít nhưng mà bia cho phim chị thì nhiều. Chị có nhớ hay không chị Nam Thư? Cảm ơn sự chia sẻ của Jun Phạm. Nãy giờ Lê Dương Bảo Lâm đứng hờ em hoài. Bảo hỏi anh đi, hỏi lương anh đi. Em hỏi nè, anh hình như cái vấn đề lương cũng là vấn đề nhức nhối đối với anh đúng không? Anh muốn chia sẻ rất nhiều phải không? Xin mời anh vạch trần mọi thứ. Em hỏi lương nhiêu thôi. Đó, hỏi đi. Dạ, hỏi lại. Lương nhiêu? Dạ dạ, anh Lê Dương Bảo Lâm ơi, đóng phim này với chị Nam Thư lương anh nhiêu? Không đồng bạc. Ba phim rồi có trả đồng bạc nào đâu. Chết luôn. Mà từ đó giờ tôi đi phim cho bả không, tôi không có ra bộ phim nào để bả trả lễ cho tôi. Rồi giờ sao mình có phải nghĩ cái gì nữa. Cái kênh YouTube của anh cũng rất là ấn tượng. Kênh đó. YouTube rất là hay. Gài chị vô. Gài chị vô. Đó năm sau hy vọng sẽ vô công ty Nam Thư Entertainment. Entertainment. Để Nam Thư có thể giúp đỡ cũng như đẩy Lâm lên đỉnh cao của danh vọng. Dạ. Chị Thư có đồng ý không? Năm sau em vô công ty chị nha. Đồng ý. Rồi C. Dạ. Chị tài trợ, bóp tài trợ, cảm ơn chị. Bóp tài trợ luôn. Dạ rồi. Cái gì? Buka gửi. À, một bó hoa rất to của Buka ngày hôm nay không đến đây vui với mọi người được. Và bây giờ em xin phép di chuyển qua khu vực bên đây. Đó, cặp đôi rất là hồng luôn. Trước đây thì mọi người cũng thấy là Chris Phan cũng kết hợp với chị Nam Thư một vài lần rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên. Sao mà có cái cơ duyên nào mà rủ vợ đóng chung luôn cái phim này với mình vậy? Dạ, ban đầu thì chị Thư nói là hai vợ chồng đi đóng đi, chị trả nhiều tiền lắm. Nhưng mà ra set thì mới nói là
thôi bây giờ hai đứa đầu lương hả? Dạ à, không, đâu có trả đồng nào đâu, đầu lương gì anh không trả một đồng. Anh xin lỗi mà còn khóc giữa set nữa thì làm sao mà ai dám lấy tiền. Là có vụ ăn vạ khóc giữa set dạ, mọi người khóc luôn. Thì chị Thư điện cho Khoa, chị Thư nói là bây giờ Khoa lấy cát xê chị nhiêu. Mà trong cái câu đó là Khoa, bây giờ em tính đi phim, mấy phim trước chị lỗ quá, phim này em lấy cát xê chị nhiêu. Rồi sao dám lấy. Ai cũng vậy luôn, một bài một rồi nha. Tất cả mọi người. Ủa vậy là vậy, còn Chris sao? Chris khi mà lắng nghe những cái chia sẻ của chị mình vậy á, thì mình sao? Dạ, à, hồi xưa thì cũng nghĩ chị mình là sạch lắm nhưng mà nhưng mà sao thì bây giờ đó bà làm mặt cọc mặt dạ, quạo mặt quạo. Rồi cái lúc mà mình đi đóng cho bả, lúc đó bả đang thiếu tiền mình mà, thì đó bả làm mặt buồn mặt khóc. Dạ đó, đúng là một diễn viên giỏi mà. Chốt câu cuối cùng, đúng là một diễn viên giỏi mà. Không. Còn đây chị ơi, một cô gái rất xinh xắn lần đầu tiên đóng một bộ phim đi, một bộ phim chung với chị đi, mà cái vai diễn đầu tiên mà khiến cho em ấy không có tiền lương á. Mai Quỳnh Anh em thấy thì sao? Em cứ trả lời thật đi em. Em buồn quá. Sao không buồn có em? Tiền. Không có tiền hả? Em còn phải lấy tiền của em cho vợ em. Em nói này là lương chị Thư cho nè. Đó, em đắp qua. À là phải nói như vậy dạ, để cho vợ mình không buồn đúng không? Không, giao lưu chứ. Đây nè Khánh. Rồi bên đây nè. Con đạo nói chị nghe coi Khánh. Sao? Em thương chị đúng không? Em đừng có những đứa khác nói những cái điều không hay ho như thế. Dạ nãy giờ thì thật sự em đang bên em nói chuyện với anh Bom, nên là em không biết là mọi người bên đó nói Bom trốn đâu luôn rồi. Anh Bom mắc tiểu, anh Bom đi tiểu rồi. Khánh sao á Khánh? Không phải, anh Bom xin đi toilet. Ờ sao biết rồi, mọi người biết cái chuyện đó rồi. Dạ, dạ, nãy giờ mọi người nói cái gì ạ? Mọi người nói là cái cảm xúc khi mà trở thành một diễn viên ở trong bộ phim này, một cái dự án siêu khủng của chị Nam Thư, một phim chiếu Tết. Dạ, tại vì Khánh thì Khánh không có biết gì hết. Thì trước cái ngày quay thì chị Thư chỉ gọi điện cho Khánh trước một ngày thôi. Và chị Thư nói là chị Thư mới vừa mượn được tiền, nên là chị Thư nói là tranh thủ làm cái dự án này, nên là Khánh có thể giúp chị Thư được một cảnh không. Thì Khánh nghĩ thôi chị em trong nghề thì trước giờ Khánh chưa giúp gì cho chị Thư hết. Uh-huh. Thì thôi Khánh lên Khánh giúp. Nhưng mà Khánh cũng nghĩ là ít nhiều thì cũng phải trả được ít nhất 500 ngàn để đổ xăng. Không tiền xăng luôn hả? Nhưng mà lên trên đó chỉ cho uống một ly nước, hình như là nước tắc hay sao ạ? Dạ nước tắc. Nước tắc mà pha trong cái thùng to uống đàn chung luôn em. Em cũng rất là tế nhị thì em cũng không có dám tự nói, thì em có nhờ anh quản lý của em đứng ra nói với chị Thư là không biết là có thể hỗ trợ được cái gì không, tại vì bây giờ đã về rồi. Tại vì em đã tẩy trang xong, em cố tình em mà lại tẩy trang 2 tiếng đồng hồ nhưng mà không thấy đưa tiền gì hết. Không thấy chị Thư nói năng gì. Dạ đúng, sao anh quản lý của em có nói là vậy thôi tụi em về nha. Thì ý là tụi em nói tụi em về nha là phải biết là cũng phải gửi gắm tí xíu. Nhưng mà chị Thư cũng đưa luôn. Xong rồi tụi em cũng hơi khó chịu nhưng mà thôi kệ. Anh chị em đồng nghiệp với nhau thôi, cũng có lúc này lúc kia nên thôi em hỗ trợ hết. Ví dụ lần sau mà chị Thư alo em thì em có nghe máy nữa không? Không, em kêu là sẽ chuyển tiền trước rồi em sẽ tham gia. Ủa đâu phải có lúc này lúc kia, lúc nào cũng vậy mà. Riz vẫn còn ấm mức lắm hay sao á? Dạ. Dạ còn chị Nga, chị Nga là người lớn nhất đây nè, chị nói đi. Dạ xin mời chị Ngọc Nga ạ. À. Chị cứ đi chị, không có gì phải bị áp lực hết á chị. Gia đình chị cũng khó khăn. Gia đình chị cũng khó khăn. Nhắc tuồng đi em. Chị nuôi con ăn học. Cái gì mà nhắc tuồng vậy anh Lâm? Nhưng mà đi quay thì cậu đó khó nói quá. Cậu đó khó nói lắm luôn á. Ở nhà người lớn nhưng mà Nga không có thể nói dối được. Là thật sự là Thư cũng có trả cho vui. Dạ cảm ơn chị Nga. Trả cho vui. Hữu Đằng. Dạ. Sao Đằng, đóng phim này vui không? Dạ cái này là tại chị Thư kia em nói mới nói, thì em thấy nãy giờ mọi người nói là đúng hết rồi đó. Tóm gọn lại cái là đúng hết rồi đó. Nhà trọ có quá chơi không? Câu chuyện đơn giản ai cũng cho ngon. Đừng bọc nhau ai tới hay hết. Bà con đã xa không còn làm gì gần. Thường ngày ở khu xóm mình xa. Chuyện đời vây quanh toán bão và gió. Vẫn kề vai những khi gặp khó. Chân ganh và đua với ai bao giờ. Vẫn bao năm ở xóm mình đó. Thầy nhà cho nhau những thứ mình có. Dù lâu lâu cũng phải cực khó. Có anh chị em khá đông đông sờ. Chúng ta dành một tràng tay lớn hơn nữa cho chương tập 1 của Nghe Trò Có Quá Chơi Không. Quý vị ơi, phim hay không ạ? Đầu tiên hỏi chị Nam Thư luôn là cái cảm xúc sau khi mà coi tập 1 với màn hình lớn, với cái hiệu ứng của tất cả các khán giả trong rạp, chị thấy sao chị?
Thực sự là như nãy Thư nói đó, Thư muốn mọi người là tặng bông lẹ để dắt mọi người vào coi cái mood. Bởi vì khi mình coi trailer xong, mình làm hài mà mình phải vào coi cái phim liền. Thực sự là cái phim này Thư cực kỳ áp lực. Thư áp lực cái phim này hơn cả Thập Tứ Cô Nương, hơn cả Nam Phi, hơn cả Ai Là Người Thứ Ba. Tất cả những sản phẩm Thư đã làm. Tại cái, sao? Cái phim này. Vì phim này là phim Nam Thư diễn hài. Chứ tất cả những sản phẩm trước của web drama của Thư, Thư chỉ là nhân vật đóng phim thôi. Rất là chính kịch hoặc là không có diễn hài. Vai này là vai chắc là trong khoảng thời gian 2 năm trở lại đây Thư mới trở lại với màn ảnh một vai diễn hài. Thì thuộc lệ này xác định ngay cái tên là phải biết hài rồi. Thì Thư cực kỳ áp lực với vai diễn này. Và hôm nay ngồi ở tại đây toàn là các anh chị em trong nghề, toàn là những khách mời chuyên môn. Thực sự là Thư tự tin khi đem sản phẩm này ra tới với khán giả. Bởi vì mình, thứ nhất là có rất là nhiều nghệ sĩ trong này duyên dáng, không bàn về cái duyên của họ rồi. Nhưng mà Thư rất là tự tin khi đem sản phẩm này tới với khán giả. Nhưng mà không biết sao, họp báo hôm nay khi tất cả các anh chị em trong nghề ngồi đây và coi sản phẩm của Thư thì Thư áp lực, gọi là như căng thẳng luôn. Mọi người cũng thấy là tự nhiên bước vào chiếu phim là Thư căng thẳng hẳn. Tại sao bộ phim lần này nó thiên về hài nhiều hơn thì Nam Thư lại áp lực hơn so với những cái bộ phim chính kịch trước của chị? Mọi người ơi, là một cái phim mà dạng như là drama đồ mà lật hoặc là giết người hoặc là giật bồ hoặc là cái gì đó, đối với Thư thực sự là nó chỉ cần cái câu chuyện cái kịch bản của bạn hay thôi thì sẽ dẫn dắt được khán giả. Nhưng khi để làm một bộ phim hài bộc lộ được cái duyên của tất cả những cái celeb mà mình ngồi trong đó thì nó lại càng áp lực hơn. Thư cũng đã từng nói rồi, khi mà ví dụ mình làm cái gì mà về chính kịch hay bi kịch dễ lắm, cứ cái thoại nó buồn, nhạc nó lên, âm thanh, ánh sáng, không khí, mọi thứ nó cộng lại thì rất là dễ lấy nước mắt khán giả. Nhưng cái quan trọng là lấy được cái nụ cười, cái hàng vỗ tay của khán giả khi làm hài, cái điều đó cực kỳ khó. Và thực sự là Thư cảm thấy là hết sức là nhẹ lòng, yên tâm khi mà mọi người coi từng mảng miếng của từng người và mọi người vỗ tay. Thực sự là cảm ơn mọi người rất nhiều. Đó cũng đúng, chính là cái tâm lý mà từ nãy đến giờ thì Nam Thư mang đến cho mọi người, là cái mood nó phải tiết tấu giống như là mình xem hài vậy đó. Chắc là lúc ở ngoài phim trường á, rồi ở ngoài cái set thì chắc chắn lúc nào chị cũng phải đẩy mood mọi người giống như vậy, phải không ạ? Nên em thấy là giống như là bệnh nghề nghiệp nó tới bây giờ luôn á. À, ngoài phim trường hả? Thư đi quay phim này Thư vui lắm. Thực sự là về nhà là muốn đi quay hoài luôn á. Tại lên hiện trường là gặp Lập nè, gặp Khoa, gặp Trung, gặp toàn thứ điên, thứ khùng gì đâu mọi người. Mọi người có tin không? Em quay phim mà quay phim với lại phó phải vô năng nỉ á. Quay chị ơi, chứ không đứng giỡn không hả? À, đứng văn miếng, đứng giỡn, miếng ngoài đời không hả? Mà gặp Lập nó, Lập dạo này nó lên level lắm. Hay kêu gì làm đó. Ủa vậy hả chị? Lập giải trí lắm. À. Ngày nào chị quay có Lập, ngày Lập quay với chị là ngay ngày đầu tiên nữa. Ngày đầu tiên ngày đó, thôi mình bỏ qua cái chuyện ngày đó đi. Ủa cái phần đó là có vụ căng thẳng á, mày có chuyện gì cần... Cái gì bỏ qua thì chắc chắn là nó sẽ có gì ẩn khuất ở trong. Hồi nãy thì mọi người cũng chia sẻ là chị Thư khóc với từng người. Khóc với từng người, dạ. Tại vì làm cái tóc nó khó lắm. Chia sẻ khỏi cần video em tố cáo liền luôn. Làm kiểu tóc nó phòng phòng lên, ban đầu là mấy cướp không có làm được. Cái bắt đầu ức quá khóc, cái lợi năn nỉ thôi, hôm nay cách xê cả hết khóc. À, đó là cái lý do mà chị lấy cái nước mắt đi vòng mọi người để mà... Em xin lỗi chị. Thực sự mọi người, tại vì ngày đó là ngày quay đầu tiên, mà hôm đó là ngày quay đầu tiên, ngày duy nhất Thư có lịch của Quỳnh Lập và Dương Lâm lẫn vợ chồng Chris Mai Quỳnh Anh. Mọi người tin không, ngày đầu tiên em quay 24 phân đoạn, 24 scene, 24 scene đúng không Thái? 24 scene và em phải thả tất cả những nhân vật đó. Tại vì sao? Họ không còn lịch nữa, họ chỉ cho em một ngày thôi. Gần Tết rồi, đúng, ai cũng rất là bận. Và em phải nhanh để quay, nhưng ra tới hiện trường cái đầu tóc giống chị Miu gì đó, chải không ra, chải thẳng đẹp như này mọi người. Trời ơi, mà Thư rất là sợ trễ tiến độ, bởi vì Thư không muốn là đoàn Thư sẽ quay tới 3-4 giờ sáng vào ngày đầu tiên. Yeah. Ngày thứ hai sao quay nổi. Đúng rồi. Nên mà em mà tới cái khúc mà cao trào, ví dụ cái miệng em thì dữ lắm mọi người, nhưng mà tới lúc mà không làm được gì nữa ngồi khóc thôi à. Thề, chứ hết rồi. Sao giờ này chị hay khóc vậy? Trời ơi em ơi, chị khóc lâu rồi chứ không phải dạo này em đâu. Em biết rồi, nhưng mà sao lần này làm hài cũng khóc mọi người tụt mút hài sao? À không, chị khóc nhiều đứa vui lắm. Ví dụ à, Dương Lâm nè, Võ Đăng Khoa nè, Quỳnh Lập nè. Chris nè, Mai Quỳnh Anh nè. Uh-huh. Tụi nó cứ đi ngang đi ngửa mặt chị vậy nè. Khóc đồ ha. Đứa này có đứa. Yêu trò đồ ha.
khóc rồi không lấy cách xê được ha. Đó vậy đó. Rồi vậy thì lần này chị thấy là chị nói là rất là áp lực khi mà làm hài. Vậy thì tại sao gần tới Tết và đây được xem là một món quà Tết để gửi tặng cho tất cả quý vị khán giả. Vậy thì cái ý nghĩa của món quà Tết này là như thế nào? Thì phải làm phim hài cho mọi người ngay Tết. Chứ bây giờ Tết ra phim bi hay là phim giật bồ, giật chồng hoặc là đâm thuê chém mướn. Nó cũng có giật giật giữa chồng đâu ai coi, đâu vui. Phim này là xác định là màu Tết là phải vui. Vậy thì cái câu chuyện và cái kịch bản được lên là cho chị với anh Thái ngồi với nhau hay là như thế nào? À, cái phần kịch bản này thì thực sự là ý tưởng là từ chị, từ Thư. Thư có một cái chị biên kịch siêu nhân, rất là siêu chịu đựng nữa. Tức là trước giờ cái Thư mà viết kịch bản thì Thư sẽ đưa ra một cái dàn ý. Và sau đó Thư sẽ gặp biên kịch, bắt đầu sẽ ngồi. Ví dụ cái phân đoạn đó sẽ nói cái gì và Thư sẽ nói cái nội dung trong đó. Rồi chị viết xong thảy qua Thư coi, câu nào chưa đúng Thư sẽ chỉnh cái dàn đó. Đó là cái cách mà Thư đang làm kịch bản hiện tại. Thì ý tưởng cũng từ chị. Nhưng mà khi mà cái ý tưởng này ra lạ lắm. Mình sẽ làm một cái câu chuyện về một cái phòng trọ rất là nhiều người. Việc đầu tiên chưa có kịch bản, bút là diễn viên trước. Tại biết cái dàn, tức là cái nhân vật mình nó hình thành trong đầu rồi. Việc đầu tiên là không phải lên kịch bản nha. Việc đầu tiên của chị là bút lịch diễn viên. Mọi người cũng hiểu là với một cái dàn diễn viên như vậy thì bút được cái lịch cực kỳ khó khăn. Chắc chắn rồi, nhưng mà dù sao thì chúng ta cũng vừa theo dõi một cái tập đầu tiên rất là thú vị, rất là hấp dẫn, quá trời mãn miếng. Em ta phải nói là ít, rất là ít cái nhịp nghỉ để cho mọi người. Đúng thiệt. Vui. Không, vui thiệt, tại vì có nghĩa là chị rất là tiết tấu ở trong từng cái phân đoạn luôn, mà không có phân đoạn nào để cho mọi người lắng xuống hết. Ai cũng có mặt không quạo chị. Dạ. Vui, mọi người vui không ạ? À? Vui. Dạ. Chị Nam Thư chờ cái như đó thôi, vui là được. Không, thật sự em thấy là mọi người hiệu ứng rất là tốt trong sau khi mà mọi người theo dõi cái tập 1 vừa rồi. Và ở tập đầu tiên thì chúng ta thấy được rằng có sự xuất hiện của Thanh Trực nè, của chị Ngọc Nga nè, của Duy Khánh nè, của Chris và Mai Quỳnh Anh là trong cái tiếng voice off rồi đúng không chị? Ở trong phòng không biết hai làm gì chồng. Hai chồng nói nhà cũng vậy đó. Hư ha, một chị qua chị Đình hay sao? Đâu có, nó nói, chị nói vậy nè, lúc mà cái thu cái voice đó chị nói hai vợ chồng ở nhà làm như thế nào thì thu voice gửi chị y như vậy. Hiểu không? Sao mà nghe nó hoạt hình vậy ta? Nghe chứ nó... nhìn hai đứa nó có trưởng thành đâu, mày sao vậy? Và Chris có thể chia sẻ là cái đoạn voice off đó thu khó không Chris, Mai Quỳnh Anh nữa. Nhưng mà cái tay mà đưa ra đưa tiền không phải là của Chris hả chị? Giúp cháu nói của Chris. Cái đoạn thu voice đó thì thu cũng dễ thôi, tại vì ngày nào cũng tập á. Mình tập là lúc đó hai vợ chồng ở nhà tập sao, có thể chia sẻ cái quá trình không Chris? Em có tập chung không? Em tập với anh nè. Em có người tập rồi nha. Hay quá ha. Rồi sao rồi tập cái đó là sao hai vợ chồng ở nhà? Dạ thì tại vì quay cái lịch quay kín quá nên là quay không kịp, cho nên là về phải thu voice off phụ thêm. Dạ cái cảnh cái tay thọ là cũng phải của em nữa. Dạ tại vì quay không kịp. Rồi khoảng tập mấy em mới xuất hiện nè? Tập 6. Không, mình có 5 tập Paris. Ủa vậy hả? Mình 5 tập. Dạ, vậy tập 2 là em xuất hiện. Tập 2 là xuất hiện, và đó là... Tập 2 là Quỳnh Lập, Dương Lâm và hai vợ chồng Chris Mai Quỳnh Anh. Đó cũng là một cái... Chị xài celeb hao lắm, chị xài celeb hao lắm. Ví dụ Duy Khánh vô là dẹp rồi đó. Là cất rồi đó. Một tập một là cất rồi đó. Ông đoạn lớn nhất, coi như đi về luôn, lãnh lương về luôn. Không, nhưng mà tính toán như vậy rất là khoa học. Làm gì có lương anh? Nó ăn hết cái vỏ hoa của nó rồi nè. Ăn hết dâu luôn rồi. Và thôi thì chúng ta chờ đợi cái sự diễn xuất của hai vợ chồng ở trong tập thứ 2. Và xin được cảm ơn Chris rất là nhiều. Ở trong tập này thì có Võ Đăng Khoa nè, cũng là điểm nhấn rất là lớn nè, anh Trung Phạm nữa nè. Rồi Duy Khánh nè, bây giờ mình phỏng vấn từng nhân vật đi. Sao Khánh, đừng ngủ. Sao? Rồi, đầu tiên thì Duy Khánh cảm thấy như thế nào khi mà tham gia với chị Nam Thư ở trong cái dự án lần này? Và cái quá trình quay những cái phân đoạn vừa rồi, nó quá khó khăn với Khánh không? Dạ vâng ạ, lời đầu tiên cho Duy Khánh sẽ được gửi lời chào đến tất cả mọi người đang có mặt trong khán phòng ngày hôm nay ạ. Dạ vâng ạ, đây cũng là lần đầu tiên hai chị em làm việc cùng với nhau. À không, thật ra thì trước đó thì Khánh với chị Thư có đóng chung một cái bộ phim điện ảnh là Chạy Đi Rồi Tính đúng không ạ? Dạ, nhưng mà không có đụng phân cảnh với nhau. Thì đến cái thời điểm bây giờ có nghĩa là biết nhau rất là lâu rồi, nhưng mà đến thời điểm bây giờ thì chị Thư mới ngỏ lời mời Khánh tham gia vào cái dự án lần này. Nhưng mà cái dự án lần này thì cái vai của Khánh thì ban đầu không phải là của Khánh. Dạ, có nghĩa là có một số trục trặc nên là chị Thư gọi Khánh cũng khá gấp.
Rồi xong rồi Khánh lên trên, nay nói chung là trên tinh thần thì chị em rất là vui và rất là thoải mái để mà hỗ trợ cho nhau. Thì Khánh lên thì Khánh thấy kịch bản ghi rất là ngắn gọn là cái bài của Khánh ghi là hai chấm, em tự nghĩ rồi tự nói theo ý của mình nha. Trời ơi trời, kính thưa quý vị, đó chính là cái lợi thế khi mà làm việc với những diễn viên chuyên nghiệp. Mà vấn đề là 7 giờ sáng xong rồi lên xong rồi các kêu em tự nói Khánh. Lúc đó Khánh lên cái Khánh có cảm thấy gì trong lòng không? Không, Khánh hơi hoang mang, Khánh nói ủa chữ đâu không thấy, mà thấy có đúng một dòng là em tự nói. Xong rồi hồi nãy Khánh lên đây, Khánh có chia sẻ với anh Võ Đăng Khoa. Thì anh Võ Đăng Khoa anh sao lên em nói với em. Lên đây. Rồi, dạ sao? Em chào mọi người. Dạ, mọi người có thấy cái câu em chửi thiệt là dài ở trong đó không ạ? Văn chửi trong, rất là tốt, trong, rất là tốt. Trong kịch bản thì có ghi một câu là chửi một câu dài. Hết rồi đó mọi người. Dạ. Wow, không thể tin được. Em không tin luôn, thật sự luôn á. Không, nhưng mà tại vì anh Khoa là anh có rất là nhiều những cái phân cảnh, còn em chỉ đúng có một phân cảnh thôi. Thì em sẽ nghĩ là em hỏi chị Nam Thư là gửi kịch bản trước cho em coi để em biết em chuẩn bị gì được không. Em cứ lên đi, mày cứ lên đi, tao sẽ cho mày biết được. Trời ơi, với cái sức của mày là thoải mái. Trời, mày rất là căng thẳng luôn rồi, em rất là căng thẳng vậy luôn á. Không, cái giọng này chị nói chuyện hay quạo quạo vậy đó. Dạ. Nhưng mà không có gì hết. Sao mà cái em lật đật em cúp máy liền, tại em không muốn nói thêm tại em sợ chị khóc. Dạ. Thì sao mà cái em lên thì em thấy đúng một dòng luôn á. Em nghĩ sao thì em cứ nói như vậy. Mày không có biết hoàn cảnh là gì luôn thì em phải ngồi hỏi trực tiếp chị Thư thì chị Thư mới chia sẻ với em. Dạ vậy dạ. Thì em hỏi Đỗ Thái luôn, khi làm việc với chị Nam Thư thì cái đó là hai anh em mình có thống nhất được nhau hay là chị Thư chỉ muốn vậy anh Thái? Không, anh cứ nói thiệt không sao anh. Hôm nay mọi người diễn viên nghệ sĩ nói thiệt hết, anh cứ thoải mái à. Ý của em là confirm lại cái vụ của dạ, khi mà ngồi thường với đạo diễn mà ngồi họp với nhau sẽ đưa ra kịch bản và viết thoại này kia. Khi mà làm việc với chị Nam Thư anh vẫn hoang mang anh hả? Không, nói chung là kịch bản thì nó 5 tập thì nó khoảng nhiêu đây nè. Yeah. Nhưng mà quay ra thì nó khoảng nhiêu đây. À. Vậy. Hiểu hiểu anh chưa? À, em hiểu. Hiểu. Là cái nói chung là rất là ngắn mà đó. Là cái dòng nào cũng như vậy thôi. Thực sự là với mời dàn cast này thì Thư đã trừ hao hết rồi. Thư viết chi cho mệt, đổi ra tới đó tụi nó có đọc kịch bản đâu. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa thấy được một cái sự chia sẻ rất là có tâm của đạo diễn diễn viên Nam Thư. Ví dụ đi, giờ em viết theo cái lối của em về ra đấy đâu. Tức là em mời vai là em đã nhắm hết rồi. Ví dụ như em mời vai đó Quỳnh Lập lên đó nhắm. Em đã nhắm ra là hỏi chị dịch kịch bản qua bên, bây giờ chị nói ý, nắm ý nhớ nè. Và nhớ thôi, đúng là trường hợp Võ Đăng Khoa là một tràng chửi dài. Đúng, rất Khoa là nói, ủa chị một tràng đâu. Tự nghĩ. Khánh thì xuất hiện trong kịch bản như là Anna Baby xuất hiện, thơ tám và thẩn út thẩn 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 thờ hết. Không có biết cái gì luôn, anh thề luôn. Kính thưa quý vị, đến thời điểm hiện tại sau khi họ xem tập 1 họ vẫn hoang mang không biết mình vừa làm cái dự án gì. Vừa làm với ai? Em chia sẻ thiệt luôn là ngày hôm nay em đang có việc bận, em với anh Quỳnh Lập cũng đang đi quay sáng giờ với nhau. Nhưng mà tại vì thật sự là em rất là lo và em không biết là hồi không lo cho vai diễn của mình. Dạ đúng, hả? Em không biết là mình diễn cái gì nên là em biết là em biết là ngày hôm nay chính là màn ảnh rộng thật sự luôn. Chị Thư áp lực 1 chứ em áp lực 10, thật sự em áp lực lắm nên em phải cố gắng bằng mọi cách luôn. Em xin đoàn á, em nói anh Lập ở lại quay tiếp và em xin đoàn em rút trước để lên coi coi nếu mà ở đây duyệt thì tối mới dám on air đúng không? Không phải, để em coi em sao em lo thôi. Nhưng mà nãy em coi thì em thấy ok. Dạ, okay. Rất là duyên dáng với một đại cảnh rất là tuyệt vời của Thiên Khánh phải không ạ? Vẫn rất là quen thuộc với cái nét diễn đó của Khánh. Còn đối với Võ Đăng Khoa rất là bất ngờ với cái đoạn chửi rất là vần, rất là dài, nghe phải chửi mà nghe đã cái lỗ tai á. Cái đoạn đó Khoa ngồi phải tự nghiệm khoảng bao lâu để mà ra được cái đó. Em có một đêm, tại vì em nói sao ngay là sau ngày sáng hôm sau đi quay thì đêm đó em mới ngồi em đọc kịch bản, tại em cũng không có em có cái để đọc hả? Dạ, thì có cái kịch bản chỉ gửi cho em cái sườn đúng không em? Dạ, cái sườn ý thôi à. Thì đó anh rồi xong rồi em đọc rồi em nói ủa em mới điện luôn, em hỏi chị Thư ơi trong này ghi gì rồi em diễn sao. Cái xong cái chị nói tự nghĩ đi em diễn viên mà. Ôi chị Thư ơi muốn đích tránh sai cho luôn á. Không, tham gia thì chị Thư là phải bản lĩnh lắm. Đúng, và cái mình rèn luyện được cái nghề của mình nữa. Dạ. Và em cảm thấy đây giống như mình vượt qua chính mình. Dạ, rồi. Và xin được cảm ơn chia sẻ của hai bạn rất là nhiều. Và thật sự hiệu ứng rất là tốt khi mà lên phim ở tập đầu tiên. Một tràng pháo tay dành cho Võ Đăng Khoa và Duy Khánh được mà. Và bây giờ thì chị Nam Thư cũng rất là muốn chia sẻ và muốn trò chuyện với một nhân vật gắn liền với chị Nam Thư trong cái bộ phim này. Chưa xuất hiện ở tập 1 nhưng mà chắc chắn sẽ xuất hiện ở những tập tiếp theo. Xin mời Huỳnh Lập sẽ cùng tiến lên sân khấu. Dạ, một tràng pháo tay dành cho Huỳnh Lập. Thank you.
Rồi, thôi Hoàng Lập ngồi đây luôn đi, ngồi với chị Nam Thư. Và rồi, cái lời mời của Huỳnh Lập chắc cũng á, tương tự với những nghệ sĩ còn lại. Dạ, và... chị đừng có như vậy. Lấy dạ, từ nãy tới giờ em giao lưu với tất cả mọi người. Trời ơi, mọi người ơi, ấy chị Nam Thư đối xử với em vậy không? Em đâu có dám không từ chối đâu. Đúng rồi. Không dám từ chối luôn á. Là bà đống vào lòng ngực cho tới chết. Đống vào lòng ngực. Nhưng mà tại sao mà chị Nam Thư nói em là một cái nhân vật rất là giải trí ở trong đoàn? Số lúc mà không quay rất là giải trí, kêu gì làm đó, kêu gì làm đó. Em mắc nợ chị Thư hay gì? Dạ, trước khi trả lời câu hỏi của anh Bảo thì em xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị đã có mặt trong ngày hôm nay. Tại vì giống như là trước đây em nói là em với lại chị Thư cũng không có nhiều cái cơ hội để mà tham gia, cho nên là tranh thủ bây giờ là có cái cơ hội gì là tham gia liền. Thì chị Thư có một ngày đẹp trời gọi cho em ơi cái vai này bây giờ là có cái vai này, chị vô em vô cái vai này đi, có cái vai này em làm được thôi, có nghĩa là cái vai này cũng phải là cái vai của em luôn, giống của Duy Khánh vậy đó. Đó, xong rồi cái bắt đầu cũng nói ok nhận luôn chị, trời có gì đâu, bình thường mà. Chị có nói thẳng với em luôn, em nói là em đừng có buồn nha, là bởi vì tại vì chị sợ em bận á, cho nên là chị không có mời. Mà ngộ lắm, ai không sợ bận không dám mời em, cuối cùng đi show đâu hết trơn. Ngộ lắm, cái số em ngộ lắm mọi người. Không có tham gia được là bởi vì sợ em bận nên không ai dám mời. Mà cái đó là thiệt luôn á hả? Thiệt. Trong khi ở nhà rảnh khơi ở nhà. Nó khùng nó điên. Đính chính lại một lần nữa kính thưa quý vị, những ngày giáp Tết này Huỳnh Lập không quá bận đến nỗi là không nhận show được. Vì vậy mọi người hãy liên tục book show Huỳnh Lập. Dạ đúng rồi, mọi người book show em đi, trời em còn muốn làm nghề lắm mọi người ơi. Chứ đừng có nghĩ là em ra những cái sản phẩm cá nhân rồi em bận rồi. Kính thưa quý vị, với cái tư tưởng đó chắc chắn là Huỳnh Lập tham gia cái dự án này không phải vì tiền. Chính xác. Dạ, và em đã phải hy sinh những gì em chia sẻ đi. Khi mà em đến với cái vai này thì sáng cũng nhận kịch bản, nhưng mà kịch bản em có thoại đàng hoàng nha. Có thoại nha. Có thoại đàng hoàng nha, tử tế lắm chứ không phải là một dòng là muốn làm gì làm đâu. Dòng muốn làm gì làm. Khi mà em nhận cái vai này xong em cũng hoang mang nữa, là em đoán là phòng trọ có quá trời, ở nhà trọ có quá trời phòng, là em nghĩ là sẽ rất là nhiều câu chuyện và nhiều tuyến nhân vật. Đúng rồi. Là em là giống như là nhân vật khách mời thôi, chính xác là khách mời, cho nên là mình không có thể nào nắm hết tất cả đường dây kịch bản, cho nên là làm việc với chị Thư là phải hỏi han rất là kỹ lưỡng để mình không phải mà vì nhân vật của mình mà phá nhiều cái tuyến nhân vật khác. Và sao mà tự nhiên lúc đó em sao mà giống như không có kiểm soát được cái tâm thần của mình á, cái tâm thần á. Có nghĩa rằng là lâu em quá thực sự, mình, lâu em, quá mới được diễn với chị Thư. Chính xác, có nghĩa rằng là em lâu lắm rồi em mới được tham gia đoàn phim chung với chị Thư với lại mọi anh chị diễn viên á. Tại vì mọi người nghĩ em bận quá, em bị tù túng ở nhà giống như mà mấy con chó mà nhốt trong nhà lâu lâu thả ra chạy vòng vòng á, thì có cảm giác em vậy luôn á. Em bị tăng động luôn đúng không? Em gặp con người, em gặp diễn viên, em gặp đạo diễn, em gặp con người, em gặp đoàn phim, em mừng quá cái em bị điên. Em điên sao? Em không kiểm soát được cái tâm trí và cái lời nói của mình. Em mắc diễn đúng không? Em mắc diễn, có nghĩa rằng là 1, 2, 3 cắt, chưa em chưa diễn xong, chưa diễn xong cho em diễn nó đi, 1, 2, 3 cắt, chưa em còn diễn, em còn diễn nữa. Có nghĩa là cái máu năng lượng làm nghề của em nó không có cao quá. Sự làm nghề, cái đam mê của thằng bé lâu lắm mới được diễn. Và anh Dương Lâm có quay hẳn một cái clip đó luôn. Bây giờ em coi giống như em bị tâm thần phân liệt, em không nhớ ngày hôm đó em làm gì luôn đó. Ngộ gì đó, mọi người có kêu gì làm đó. Em chạy đi rồi mai nhập quay trở lại đi, em xin lỗi đoàn đi, làm y chang như vậy luôn á, em không hiểu lý do tại sao em làm vậy. Không biết là có ăn bùa ngã thuốc lú gì của chị Nam Thư hay không? Dạ, bằng đêm có bị cái gì mà sang chấn tâm lý không em? Không, mà nhờ như vậy mà cái nhân vật này của em nó có được cái sự tiết tấu trong cái nhân vật của em. Nó cũng bị có cái năng lượng đó. Dạ đúng rồi, nhờ cái năng lượng như vậy có nghĩa rằng là nó vui quá, chính xác là em vui á chị. Vui quá mình không kiểm soát được cảm xúc của mình, và đó là những gì mà em tham gia một ngày quay chung với chị Nam Thư từ sáng tới tối. Dạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của mình Lập rất nhiều. Lập, cuối cùng á, Lập có tưởng tượng được rằng cái vai của mình nó xuất hiện ở tập mấy và nó xuất hiện như thế nào chưa? Khi mà xem trailer với lại xem cái bộ phim tập 1 ngày hôm nay thì thấy là mình chắc chắn sẽ xuất hiện ở tập 2. Thì với cái cách dàn dựng của chị Nam Thư thì em nghĩ là cứ mỗi một tập là sẽ là một khách mời. Giống như vừa rồi chúng ta có thể thấy rằng là rất là duyên dáng của Duy Khánh. Và anh Đăng Khoa là xuyên suốt, em nghĩ là nhân vật xuyên suốt là bởi vì câu chuyện nó còn tiếp nối. Đó, và em sẽ xuất hiện ở tập thứ 2. Năm tập sau lặp lại xuất hiện. Ủa có nữa hả? Nếu có tiền làm. Làm tiếp năm tập nữa. Đúng không? Dạ, một tràng pháo tay dành cho Huỳnh Lập với những chia sẻ của mình. Cảm ơn Huỳnh Lập rất là nhiều ạ. Có bảo rất là mong những câu hỏi, những cái tay của các anh chị sẽ giơ lên nè. Micro sẽ di chuyển đến khu vực của các anh chị ạ. Cảm ơn Huỳnh Lập rất nhiều. Có câu hỏi nào đến từ các anh chị phóng viên báo chí không ạ? Xuất sắc, hay quá. Vậy thì bây giờ mình... Cái gì nữa Lập? Lập mới trên đây xuống á. Chị ơi, cho em hỏi phim này quay mấy máy vậy chị?
Phim này quay mấy máy hả? Dạ. Phim này mà tính máy quay không thì hai máy, mà còn tính điện thoại không thì nhiều lắm. Là quay hai máy hả? Ừ. Sao không quay ba máy chị? Tại chị không có đủ tiền để thuê thiết bị quay ba máy. Sao chị mời em hai ngày? Lập ơi, à, em ổn không? Dạ. Em ổn không? Em còn dư chấn bữa đó tới em giờ. Em còn bị dư chấn. Em ơi, tập 2 sẽ có em nhé. Có em nha, tập 2 chắc. Anh biết rồi, tập 2 sẽ có em. À, cảm ơn em. Dạ. Dạ, cho em ơn. Chị Tám bớt quay lại. Chị Tám đang quá quay. Hỏi đi chị Tám. Chị quay đi, chứ chị quay hoài chị Tám à. Em đã thấy chị Tám, em đã thấy anh Tân. Trời, đi đâu cũng hỏi hoài riết, tạo nghiệp quá. À, tối hôm nay là 30 tháng 12 thì mình ra tập đầu tiên. Thì 2 tháng 1 là Trấn Thành ra cái tập đầu tiên của Bố Già. Thì tức là cái số này nó cũng rất là cận, nhưng mà chị xem cái tập đầu tiên của Trấn Thành phát trước hồi trưa rồi phim tốt lắm. Thì thật sự là mình đang hỏi là không biết là cùng gần như là cái bộ phim kia là bộ phim gia đình, nó không phải hài kiểu này, nhưng mà thật ra nó cũng là một cái bộ phim mà tất cả mọi người cùng xem được. Thì ít nhiều gì đó nó cũng hơi đụng phân khúc chút xíu, lại là web drama giống nhau hết. Thì mình có sợ hay không, đặc biệt là cái phần mà cạnh tranh top trending đồ các kiểu á. Thì tại vì hai cái nhà tài trợ này liệu có đủ vốn không? Dạ, cảm ơn chị Tám. Rất cảm ơn chị Tám. Ngồi anh Tô ngồi đây, chắc anh Tô nghe phim tốt, anh đạo diễn Mr. Tô sẽ rất là vui ha. Thứ nhất là khi mà không chỉ 2 tháng 1 là Trấn Thành ra đâu chị. Em sẽ loạt cho một danh sách cho chị biết là sắp tới có nghệ sĩ nào ra. 2 tháng 1 Trấn Thành ra, 3 tháng 1 Tự Tâm phần 2 là Canh Ba ra. Rồi chưa kể Bảo Anh sắp ra. Rồi MV, rồi hôm nay có Thư ra, Nam Em ra, Mi Du ra. Trời ơi, cuối sản phẩm quá trời. Thật sự là vì hợp đồng em ký em phải ra trong tháng 12. Chứ không em chưa muốn ra trong tháng 12. Em muốn mọi người thấy trong thoại em nói là hôm nay là 23 Tết mà. Thì thực sự em muốn là cái phim này, cái tập đầu tiên nó phải ra dính ngay ngày 23 Tết. Nhưng mà hợp đồng ký rồi, không thể ra trễ hơn nữa. Còn mà vấn đề top trending thì thực sự là ai làm sản phẩm mà không muốn nhiều view, ai làm sản phẩm không muốn vào top trending hoặc là lên top trending. Nhưng mà thực sự là đầu tiên là em rất là cảm ơn cái dàn cast của mình đã hết sức là yêu thương Thư. Và thứ hai nữa là em rất là liều lĩnh khi đem cái phim này phát trên kênh hoàn toàn gần như là mới. Thậm chí chưa có nút bạc, chứ không phải là kênh nút vàng của Nam Thư. Hiện tại bây giờ thì em Nam Thư có 3 kênh YouTube. Một là Nam Thư Official, kênh đó đã được nút vàng. Thứ hai là kênh Nam Thư Entertainment là kênh hôm nay. Tại sao mọi người sẽ nói, ủa tại sao có cái kênh nút vàng rồi bây giờ lại phát sản phẩm trên kênh này? Thứ nhất, cái kênh này em hợp tác với truyền bên Bob là khác. Và cái kênh này là cái kênh đầu tiên mà khi mà Nam Thư đoạt giải Á quân của Cười Xuyên Việt với bạn nghệ sĩ thì đã làm. Lập viết cho em 2 cái kịch bản và em đã quay trên cái kênh này. Nhưng lúc đó em bèo dạt mây trôi lắm. Và lúc đó thực sự cái digital YouTube mạnh mẽ bây giờ nó cũng chưa phát triển. Nên ra hai sản phẩm xem ngưng. Thì cái sản phẩm này em lại chiếu trên cái kênh đó. Chưa có nút bạc. Gần như Nam Thư phải làm lại từ đầu trên cái kênh Nam Thư Entertainment này. Và một kênh thứ ba nữa của Thư là Nam Thư Bet Collection, là cắt tất cả những game show. Thì 3 kênh em ký với 3 đối tác khác nhau. Và thẳng thắn tại sao phát kênh này, bởi vì cái kênh này đối với Thư khi nhìn lại những sản phẩm cũ của mình cách đây 3 năm về trước, nó nhiều kỷ niệm quá. Và thực sự luôn, thẳng thắn luôn, Bob cho tiền, Bob tài trợ thì phải phát trên kênh của Bob. Đương nhiên không có lý do gì Bob tài trợ rồi cầm phim Bob về kênh ghi phát em chết đó. Thì đó là lý do. Và nên nói mà có cái phim này để Thư mà muốn vào top không? Rất muốn chứ. Thư ôm một cái dạng cáp xịn sò như thế này mà. Trời ơi. Rất là muốn vào top trending. Thậm chí là tất nhiên là phải rất là muốn trụ top trending với cái kênh này. Còn cái kênh của Thư thì Thư, kênh cũ Nam Thư Official thì Thư đã lên top trending quá nhiều lần. Đứng top 1 rồi. Cái điều đó mình đạt rồi.
Còn cái kênh này mình chưa đạt thì tất nhiên mình cũng mong muốn mỗi người sẽ có một cái màu khác nhau khi làm phim. Màu của anh Tô làm cho bạn Xìn thì một cái màu hoàn toàn khác, gia đình hoàn toàn khác, nhưng nó cũng là đời sống. Cái màu này Thư và Thái làm cũng là màu gia đình mà hoàn toàn khác. Phim của Thư sẽ, nó sẽ không xoáy vào cái câu chuyện gia đình, nó sẽ không nhấn vào câu chuyện tình gia đình, mà phim của Thư sẽ nhấn vào tình người, giữa các những cái con người xa lạ, hàng xóm láng giềng, các mối quan hệ xung quanh như thế nào với nhau. Mỗi người mỗi chất khác nhau, và em nghĩ là em rất là tự tin với cái sản phẩm lần này của mình. Và cái sự tự tin của em nó được có cái câu trả lời là tất cả những cái tràng pháo tay của mọi người, của các anh chị em ngồi trong nghề ngay tại rạp này, và cái mọi người hò hét như thế nào, thì em nghĩ là em tự tin, em thực sự tự tin với sản phẩm này. Và cạnh tranh thì không nói được, cái đó là thuộc để khán giả quyết định. Em không quyết định. Việc của Thư là lúc nào sản phẩm mình ra cũng phải tốt, cũng phải sạch sẽ, cũng phải chỉnh chu. Dạ em xin hết. Dạ, cho em hỏi là còn câu hỏi nào đến từ các anh chị phóng viên báo chí không ạ? Ok, nếu như là... Dạ còn ạ. Em xin mời anh. Hello. Xin hỏi Nam Thư, năm 2019 vừa rồi là Nam Thư ra rất là nhiều sản phẩm và đa số là được hưởng ứng của khán giả rất là nhiều, thì cái năng lượng năm 2019 như vậy, có tiền đề của năm 2020 có tiết lộ được vài dự án hoặc là kế hoạch năm 2020? Kế hoạch gần thôi, không cần phải ra đâu. Dạ, thực sự là 2020 em cũng đã có kế hoạch. Thư là một người làm việc gì cũng có plan. Tiêu chí hiện tại mà Thư muốn trong 2020, Thư sẽ ra hai web drama, một web cổ trang, không ba đi ha, ba đi. Suy nghĩ lại, tự nhiên mình vọt vào đầu một cái kịch bản. Ba tiêu chí năm sang năm của Thư sẽ là ba web drama, một cổ trang màu mà người Thư rất là thần tượng, Châu Tinh Trì, cổ trang màu Tinh Trì là một. Cái thứ hai, hành động đã nữ là hai. Cái thứ ba, một phim về miền Tây sông nước kết hợp với Võ Đăng Khoa và Thanh Phong. Đó là ba cái web drama mà Thư muốn. Bên cạnh ba web drama, Thư sẽ làm, Thư sẽ cố gắng hết sức trong 2020 làm phim điện ảnh. Thực sự chia sẻ luôn là tới thời điểm này rất là nhiều nhà đầu tư đã tìm tới đưa tiền cho Thư làm điện ảnh. Nhưng Thư chưa dám. Thực sự điều này Thư rất là phục Lộc. Lộc và Hồng Tú quá giỏi. Thư chưa dám, bởi vì một khi đối với Thư bước ra cái sân đó, ít nhất mình què vô, mình không lỗ, chứ chưa nói tới lời. Tại vì nếu em lỗ lần sau có nhà đầu tư nào dám đưa tiền cho em làm nữa. Đó, nên rất là cân nhắc vào về cái vấn đề phim điện ảnh. Nhưng chưa dám làm, bởi vì mình cảm thấy là một khi làm là phải thắng. Một khi em làm là phải thắng, cái nớp em trước giờ nghĩ làm không ít nhất là phải què vốn, không lỗ. Và một cái plan rất lớn cho 2020 nữa, không liên quan gì, cũng có liên quan nhẹ nhẹ. Tức là 2020 Thư sẽ mở một... Thư sẽ mở Nam Thư Academy, một trường dạy diễn xuất. Với đội ngũ giảng viên hết sức là trẻ và hot. Đó là cái plan 2020 của Thư. Ba web drama, một phim điện ảnh và một cái Academy, Nam Thư Academy. Đó là plan của Thư trong 2020. Quên, Võ Đăng Khoa nhắc mới nhớ. Và đặc biệt tháng 12 và 19 tháng 12 2020, Thư sẽ làm live show 15 năm của Nam Thư. Nhiều quá không mọi người? Quá nhiều đúng không? Rồi chị Tám sẽ hỏi tiền đâu nó làm nữa nè. Đó là cái, đang là cái plan ấp ủ mà mình có quyền. Thì trong đó Thư sẽ, nãy giờ là mình đã đưa ra nó 5 hạng mục rồi, thì ít nhất Thư sẽ cố gắng Thư làm được 3 cái trong đó. Và Thư đã, cái tính của Thư đó, khi mà Thư tự hứa với bản thân mình đó, là Thư đã làm rồi. Mà huống chi hôm nay trước mặt tất cả mọi người đông ở đây, em sẽ cố gắng hết sức. Nếu mà trong cái 5 cái đó mà em làm được khoảng 3 cái, mỗi mốt mọi người đừng nói em hứa lèo tội em nha, vì em còn bộ xương không. Dạ cảm ơn mọi người, em xin hết.
Và đó chính là những chia sẻ của Nam Thư ở trong năm 2020. Phải nói đây là một cô gái như chúng ta cũng đã biết rất là nhiệt tình, rất là chăm chỉ và rất là nhiệt huyết với công việc nghệ thuật của mình. Và đúng rồi, đang muốn hỏi chị. Dạ, tại vì thật sự ngồi trên đây giống như là em thấy là anh Thái giống như là một cặp đôi của chúng ta, như chúng ta cũng đã thấy kết hợp để tạo ra một bộ phim mà cái tên nó cũng nghe phong thủy nữa. Cặp đôi Thư Thái. Dạ. Anh Thái làm việc với chị Thư, anh thấy Thư Thái không? Hỏi câu cái thằng bé này. Anh hỏi thiệt. Thật ra là mình bằng tuổi với chị Thư, nhưng mà kêu chị Thư bằng chị. Dạ dạ, anh nói nhiều hơn xíu nha anh. Dạ. Cái dự án này nó mới đầu á là chị Thư tính cái khó trong cái dự án này là mỗi một celeb chỉ xuất hiện có một ngày vậy thôi. Mà có người thì không được 12 tiếng. Dạ, mà em đính chính lại cái nãy Lập nói là cái phim này là một celeb xuất hiện tới tập rưỡi rồi. Tập rưỡi là mới tập. Đây là lần thứ sao anh nãy giờ anh cứ né cái chuyện mà làm việc với chị Thư vậy? Em hỏi cái ở đây là dự án thứ hai mà làm với chị Thư, thì nói chung là cái dự án này thì rất là hòa thuận, rất là thư thái anh hả? Dạ, một cái tính từ duy nhất thôi, hòa thuận. Dạ, xin được cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và nếu như không còn câu hỏi nào nữa thì buổi họp báo ngày hôm nay xin được phép kết thúc. Và chị Nam Thư có thể chia sẻ là một tuần mình ra một tập đúng không chị? Khoan, mọi người ở yên tại chỗ. Dạ. Bây giờ đã là 8 giờ, kênh của em lên rồi. Mọi người thương thương mọi người điện thoại ra share dùng Thư với Nam Thư Entertainment. Phim này 5 tập phát là như thế này. Trước giờ phát phim của Thư thì nó sẽ đi theo một cái quy trình nhất định rồi. Tuần phát xong, tuần sau Thư sẽ phát đi 2 the scene của tập đó. Rồi tuần sau nữa phát phim, tức là 2 tuần phát một tập. Chứ thực sự một tuần phát tập chết. Vậy là chị dự tính là tập cuối là phải mùng mấy Tết chị ha? Mùng mấy nhỉ? Qua Tết á, chị nghĩ chắc mùng 9, mùng 10. Vậy là chắc là chắn là cái bộ phim này sẽ là một cái sản phẩm, một cái món tinh thần trong dịp Tết của chúng ta luôn. Hy vọng là mọi người sẽ yêu mến phim và mọi người coi phim nhiều, share phim nhiều. Thì view nó lên, nhà tài trợ thấy phim ổn thì nhà tài trợ mới cho em tiền làm tiếp. Dạ. Tại vì em phải nói điều đó, tại vì hôm nay có nhà tài trợ ở đây, hiểu không? Để nhà tài trợ sống sao có được thì sống. Dạ, vậy thì mọi người ơi, vào ngay kênh YouTube, đó chính là kênh Nam Thư Entertainment. Chúng ta hãy cùng share thật là nhiều cái sản phẩm này và coi thật là nhiều. Đó chính là sản phẩm của Nam Thư trong cuối năm 2019, đầu năm 2020. Nhà trọ có quá trời phòng. Và một lần nữa xin được cảm ơn tình cảm của mọi người ngày hôm nay đến đây với Nam Thư rất là nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người, nhớ về coi phim nha. Tôi biết, tôi chắc chắn một điều, phim này xong mọi người sẽ ship cặp đôi Bin Ben, hứa hẹn luôn. Wow. Bin với Ben là những tập sau bao hay. Dạ như bỏ tiền ra làm phim cho Võ Đăng Khoa vậy đó. Dạ và quý vị ơi, đừng quên là tất cả những nhân vật, những vị khách mời may mắn được theo dõi tập 1 ngày hôm nay, chúng ta còn tất cả là 4 tập phim với sự xuất hiện của rất nhiều nghệ sĩ nữa, cùng với nhà trọ có quá trời phòng. Và một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều trong buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người, cuối năm rồi, mọi người đi về đường xe cẩn thận. Thứ hai nữa là chúc mọi người năm mới nhiều sức khỏe, tiền vô như nước nha mọi người. Nhớ xe phim của Thư nha. Xin lời cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.